Mọi người thường tìm kiếm những thông tin về Tổng thống Donald Trump, thế nhưng những đứa con của ông thì ít người biết đến hơn. Trong bài viết này, hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu những sự thật về các con của vị Tổng thống quyền lực nhất thế giới này nhé! Con cái của Donald Trump, trẻ ngoan nhà giàu. Barron Trump, cậu con trai út của ông Donald Trump, cậu đã tự lái chiếc xe Mercedes-Benz Mini xung quanh căn hộ penthouse 100 triệu đô la Mỹ của riêng cậu khi mới 10 tuổi. Cuộc sống xa xỉ này dễ khiến nhiều người nghĩ rằng những đứa con nhà Trump hư hỏng ngay từ bé. Nhưng sự thực không phải vậy. Ông Donald Trump đã từng mô tả với báo chí rằng những đứa con của tôi, chúng có thể hư hỏng theo một nghĩa nào đó. Nhưng tất cả những điều này đều phải trong khuôn khổ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, cho phép chúng trải nghiệm những điều phi thường. Và chúng phải thực sự cố gắng để đạt được những điều đó trong tương lai. Làm việc hết sức chăm chỉ. Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, từng phát biểu với tạp chí Fox: "Rất nhiều người có thể nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ hư hỏng. Họ nghĩ chúng tôi chỉ đến những buổi khai trương các địa điểm kinh doanh của gia đình, cắt băng khánh thành rồi ra về và chẳng cần làm gì cả. Nhưng thực tế không phải vậy. Cha tôi đã dạy dỗ rất khắt khe khi tôi còn bé. Nếu muốn nhờ người khác làm việc cho mình, thì trước hết mình phải hiểu rõ việc đó như thế nào đã. Cho nên, hãy xắn tay áo lên và làm đi." Donald Jr. Trump, cộng sự giỏi của cha và là đại sứ của Operation Smile. Donald Jr. Trump sinh năm 1977, là con trai cả của Donald Trump. Từ nhỏ, anh đã đi cùng cha trong những cuộc đàm phán với các đối tác làm ăn lớn của gia đình. Chính việc này đã giúp anh sớm làm quen với công việc kinh doanh mà anh sẽ quản lý trong tương lai. Hiện tại, anh đã ngoài 40 và đang làm phó chủ tịch điều hành tại Trump Organization. Donald Jr. Trump cũng là người quản lý danh mục tài sản hiện có của gia đình. Không chỉ thành công trong kinh doanh, anh còn tạo được ấn tượng khi là đại sứ của Operation Smile. Đây là một tổ chức phi chính phủ tiến hành các ca phẫu thuật cho các trẻ em bị hở hàm ếch trên toàn thế giới. Những đứa trẻ sẽ có cơ hội tìm lại được nụ cười. Đó chính là điều ý nghĩa nhất đối với tôi khi làm đại sứ của Operation Smile, Donald Jr. nói trong một bài phỏng vấn. Ivanka Trump, con gái kiểu mẫu và nỗi tự hào, chúng tôi không nghiện ngập. Ai trong chúng ta cũng đều muốn hưởng thụ. Nhưng tôi nghĩ cha mẹ đã khá nghiêm khắc với chúng tôi. Họ luôn cho chúng tôi thấy một cuộc sống thực tế. Mọi thứ chúng tôi có được đều phải bỏ công sức. Kể từ khi còn bé, Ivanka chia sẻ với tờ New York, Ivanka Trump là một cựu người mẫu có tính cách cứng rắn và kiểu mẫu. Cô hiện là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, mảng khách sạn. Tôi nhìn vào các anh chị em của mình và thực sự tự hào khi không ai trong chúng tôi lâm vào lối sống sa đọa, phạm tội hay hút chích. Tuy chưa phải là tốt, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn giữ bản thân lành mạnh. Eric Trump, anh tôi nuôi dạy tôi. Donald Jr. không chỉ là một người anh trai, anh như một người bạn và một người hướng dẫn. Theo một cách nào đó, anh ấy đã nuôi dạy tôi. Eric nói về anh trai của mình trên tờ New York Times năm 2006. Eric Trump sinh năm 1984, cha mẹ ly dị khi anh mới 8 tuổi. Mẹ anh giành quyền nuôi con hoàn toàn. Bà đã gửi cả ba đứa con mình đến trường nội trú như một cách tránh xa truyền thông. Tại đây, Donald Jr. đã đảm nhận việc nuôi dạy em trai. Eric hiện là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, tập trung mảng sân golf và kinh doanh rượu vàng. Tiffany Trump, tóc vàng hoe và là luật sư. Ngay trước khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tờ New York Times đã đưa tin, theo lời mẹ cô, Tiffany đã cảm thấy bị tổn thương bởi giới truyền thông khi cho rằng cô là đứa con bị lãng quên của Donald Trump, nhưng lại rất hăng hái giúp cha mình tranh cử Tổng thống. Rõ ràng truyền thông có ý ám chỉ, Tiffany là một cô gái tóc vàng hoe khi có những thái độ tích cực sau những chuyện cô và mẹ phải gánh chịu. Đứng trước dư luận đó, ông Trump đã có những nhận xét khá tình cảm về con gái. Con bé là một người phụ nữ trẻ tuyệt vời, với trái tim nhân hậu. Tôi vô cùng tự hào về con bé. Thực chất cô nàng tóc vàng hoe Tiffany này đã tốt nghiệp trường luật. Cô không chỉ nổi tiếng vì là con gái của Tổng thống Mỹ, mà còn vì cô là một luật sư tài năng. Barron Trump, lớn lên hết sức bình thường. Điều đó còn tùy thuộc vào việc bạn nghĩ chúng bình thường đến mức nào. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bật mí về thói quen dùng từ đầu đến chân mọi sản phẩm thuộc dòng chăm sóc da Caviar Complexe C6 của cậu con trai. Những sản phẩm này được cậu sử dụng mỗi tối sau khi tắm. Thông tin này được trích dẫn trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với ABC News. Ngoài ra, bà còn cho biết Barron Trump thích mặc suit. Đôi khi cậu cũng thích đeo cà vạt như bố. Các con của Trump sinh cho ông 8 cháu nội và ngoại. Ivanka Trump và chồng Jared là cha mẹ của Arabella Rowe, Joseph Frederick và Theodore James. Ivanka lúc nhỏ rất yêu cha mình, nhưng cô chưa nhận ra ông tuyệt vời như thế nào. Khi đã là bà mẹ ba con,
cô chia sẻ, bây giờ tôi mới nhận ra làm cha mẹ khó khăn như thế nào. Cha tôi tuy là người cứng rắn, cương quyết, nhưng luôn hết lòng vì chúng tôi. Donald Trump Jr. và vợ Vanessa có với nhau 5 đứa con, đó là Kai Madison Trump, trai Stan Milos Trump, Donald Trump đệ tam, Frederick Trump và Chloe Sophia. Anh vẫn đang cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình để chăm sóc tốt cho các con. Tương lai của con cái nhà Trump. Những đứa con nhà Trump đủ thông minh và hiểu biết để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Donald Jr. và em trai Eric tiếp quản các hoạt động tại Trump Organization. Ivanka đang hỗ trợ đắc lực cho nhiệm kỳ tổng thống của cha cô. Với việc Tiffany Trump là một luật sư tài năng, còn Warren chỉ cố gắng trở thành một đứa trẻ bình thường. Những năm tới chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời cho gia đình giàu có này. Tin rằng những đứa con nhà Trump chắc chắn sẽ còn phát triển rực rỡ trong những thử thách tiếp theo. Những sự thật về những đứa con nhà Trump quả là rất mới mẻ và thú vị phải không? Đừng quên đón đọc những thông tin thú vị khác trong các bài viết sau của Tony. Xin chào nhé!